Kỹ năng sinh tồn, bốn từ tưởng chừng như chỉ xuất hiện ở thời điểm mà con người chúng ta còn ăn hàng ở lỗ. Nhưng mà không, cuộc sống không thể nào nói trước được điều gì. Và nếu một ngày bị rơi vào tình huống nguy hiểm, liệu bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề nhạy bén để vượt qua mọi tình huống nguy cấp nhất hay không? Hãy thử làm một bài kiểm tra về những câu đố sinh tồn này. Như thường lệ, kết quả sẽ được công bố ở phần cuối của video. Giờ thì cùng bắt đầu ngay thôi nào. 8 câu đố sinh tồn tiết lộ độ nhanh nhạy của bộ não bạn. Bạn đang đi lang thang khu rừng rậm và bắt gặp hai chú gấu con. Bạn nhớ ra mình có mang theo một gói kẹo dẻo trong túi. Bạn sẽ làm gì đây? A. Cho lũ gấu con ăn kẹo dẻo và chơi đùa với chúng. B. Giữ bình tĩnh và từ từ bước ra khỏi đó. C. Chạy thục mạng trước khi bị gấu mẹ tóm lại. Nhanh lên nào, bạn chỉ có 5 giây để quyết định mà thôi. Giờ thì hãy cùng nghe lời giải thích. Bạn phải biết rằng nếu mình bắt gặp gấu con, gấu mẹ chắc hẳn đang gần đó mà thôi. Đừng bứt dây động rừng. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì, mẹ gấu sẽ chạy đến ngay để bảo vệ lũ con của mình, ngay cả khi bạn không hề có ý xấu. Thế nên đừng tùy tiện đến gần gấu con, nhưng mà cũng tuyệt đối đừng chạy thục mạng nhé. Bạn nên lặng lẽ rời khỏi lũ gấu, nhưng đó cũng là lúc tiếng cành lá cây lạo xạo vang lên sau lưng. Bạn quay người lại và thấy gấu mẹ đang đứng ngay đằng sau, gầm gừ một cách hung tợn. Bạn nên làm gì tiếp theo? À, tôi có thể chạy thoát khỏi con gấu vụng về này. Đừng quên tôi từng là vận động viên điền kinh đấy nhá. B. Tôi sẽ treo lên một cái cây gần đó để trốn và chờ cho đến khi gấu mẹ bỏ đi. C. Nằm xuống quận tròn ở tư thế thai nhi và không hề nhúc nhích cho đến khi con gấu đi xa. Nhanh lên nào. Bạn có thể chạy nhanh hơn cả một con gấu ư? Không hề đâu. Tuy là có thân hình đồ sộ nặng nề, nhưng vận tốc của nó có thể lên đến 64 km/h. Trốn lên cây sao? Con gấu có thể khiến thân cây rung chuyển và làm cho bạn rơi xuống đất, sau đó rơi tái bạn luôn. Cách hay nhất là hãy nằm xuống giả chết, quặn tròn thân mình để tự vệ. Hy vọng rằng con gấu đó sẽ nhận ra rằng bạn hoàn toàn vô hại và rồi bỏ đi. Nhưng mà ngay khi con gấu bỏ đi, bạn cũng đừng cố gắng bật dậy ngay lập tức, vì nó có thể theo dõi bạn trong một thời gian dài để chắc chắn rằng bạn không còn sống. Chỉ sau đó thì bạn mới có thể lồm cồm bò dậy mà đóng lại bỉm mà thôi. Thật tuyệt vời là con gấu đã đi xa rồi. Bạn bắt đầu tiến sâu hơn vào trong rừng. Sau một hồi đối phó với gấu thì bạn cảm thấy đầy khát nước. Có 3 nguồn nước mà bạn có thể lựa chọn ở phía trước. A. Một hồ nước trong vắt. B. Một dòng suối uốn quanh vách đá. C. Một thùng phi đựng nước. Vậy thì bạn sẽ chọn uống nước từ đâu? Hồ nước mặc dù trong vắt cũng có thể tích trữ rất nhiều vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Mặt khác, bạn chẳng biết ai đã đặt cái thùng phi nước ở đó và liệu nước trong đó có độc hay không. Vậy nên lựa chọn an toàn nhất cho bạn chính là dòng suối đang chảy ra. Thế rồi trời bắt đầu trở nên tối và lạnh hơn. Đã đến lúc đốt lửa rồi. Bạn đi lượm đặt vài cành cây khô cùng những chiếc vỏ cây thông còn sót lại trên mặt đất. Bây giờ bạn sẽ làm gì để tạo ra lửa? A. Chất chúng thành một đống, đổ xăng vào để đốt cho ngọn lửa bùng lên. B. Xếp trụng các cành cây thành hình tam giác, để vỏ cây vào bên trong và đốt lên. C. Ai mà cần mấy thứ đó chứ? Bạn chỉ cần đốt ngay một lùm cây gần đó mà thôi. Đầu tiên thì bạn đừng bao giờ đốt lửa để cắm trại bằng xăng, vì nó sẽ cháy rất là nhanh và tắt cũng rất nhanh. Luồng khói bốc lên thậm chí không tốt cho sức khỏe của bạn một chút nào. Bạn cũng không nên đốt những bụi cây gần đó vì chúng quá ướt để có thể bắt lửa được. Hoặc là ngọn lửa có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn và gây ra cả một vụ cháy rừng. Nguy to đấy. Tốt hơn hết là bạn hãy xếp gỗ thành hình tam giác để lửa cháy lâu và an toàn hơn. Có lửa rồi, giờ chúng ta hãy cùng ăn tối mà thôi. Sau một hồi hiu tìm kiếm, bạn đã tìm thấy một thứ gì đó. Nhưng mà đây là ở trong một khu rừng thiêng nước độc. Không phải tất cả mọi thứ đều ăn được. Bạn sẽ lựa chọn món gì cho bữa tối của mình? A. Quả rừng chín mọng màu tím và đỏ trông rất là ngon. B. Vỏ thông, có vẻ là không hợp khẩu vị cho lắm. C. Một vài cây nấm trắng, trông có vẻ giống với món nấm xào rau củ mà mẹ bạn hay làm ở nhà.
bạn nhớ rằng tuyệt đối không nên ăn quả rừng hay là nấm nếu mà không biết chính xác chúng thuộc loại nào. Có tới hơn 600 loài nấm độc trên khắp thế giới có thể gây hại cho bạn, thậm chí là khiến bạn mất mạng. Quả mọng thì cũng có thể chứa nhiều độc tố nguy hiểm. Lựa chọn an toàn nhất chính là vỏ thông. Bạn đừng quên nướng chín nó là được. Trời đã bắt đầu tối mịt rồi và bạn cần lắm một giấc ngủ ngon. Bỗng nhiên bạn nghe thấy ai đó đang gọi tên mình giữa rừng già. Quá là sợ hãi nhưng mà không hề dám la hét. Bạn chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật là nhanh giữa màn đêm u tối. Phía trước mặt xuất hiện ba con đường, bạn buộc phải đi qua để sống sót. A. Con đường thứ nhất phủ đầy than nóng. B. Con đường thứ hai giải đầy đinh nhọn. Và C. Con đường thứ ba giải đầy những mảnh kính vỡ. Bạn sẽ chọn con đường nào đây? Nhớ là hãy chọn con đường phủ đầy than nóng. Nếu bạn chạy đủ nhanh thì chân bạn sẽ không phải ở trên đó quá lâu. Hơn nữa bạn còn đang đi giày, đế giày có thể bảo vệ bạn khỏi bị bỏng. Và với sự lựa chọn thông minh của mình, con đường bạn chọn đã giúp bạn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi. Bạn đang cố gắng tìm kiếm một ngôi nhà nào đó thì một lát sau, bạn đứng trước một lâu đài bỏ hoang. Bạn quyết định bước vào trong để tìm một chỗ nghỉ chân an toàn khỏi lũ thú dữ ở trong rừng. Trong bóng tối lờ mờ, bạn nhìn thấy ba căn phòng ở trước mặt. Một giọng nói vang lên từ đâu đó. Người đã bước vào đây thì không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy chọn một căn phòng để nghỉ lại đêm nay. A. Đằng sau căn phòng đầu tiên, rắn với nhện độc đang bò lồm ngồm. B. Đằng sau căn phòng thứ hai, những ngọn giáo sắc nhọn đang chờ bạn. C. Đằng sau căn phòng thứ ba là những mạch dây điện hở treo tùm lum. Chỉ có một căn phòng dẫn bạn tới nơi an toàn mà thôi. Bạn sẽ lựa chọn căn phòng nào đây? Hãy chọn căn phòng thứ ba. Đây là một lâu đài bỏ hoang và không hề có điện bên trong. Bạn nhớ chứ? Để chắc chắn hãy thử bật một công tắc điện bất kỳ xem sao. Nhưng mà tôi dám chắc là tiền điện của căn nhà đó đã không được đóng trong suốt nhiều ngày rồi. Yên trí với sự lựa chọn đúng đắn của mình, bạn đã ngủ lại một đêm tại tòa lâu đài. Sáng hôm sau, bạn quay trở lại khu rừng để tìm đường trở về với nền văn minh. Bạn không có bất kỳ tấm bản đồ nào trong tay và đang mải mê suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách gần đó. Làm cách nào để về nhà bây giờ? A. Cứ đi thẳng tuột cho đến khi bạn tới nơi nào đó có người và được giải cứu. B. Đi theo bóng mặt trời. C. Đi dọc theo hướng dòng sông đang chảy. Đáp án là tốt nhất bạn nên đi dọc theo bờ sông. Thường sẽ có làng mạc gần đó và bạn sẽ may mắn gặp được nhà dân. Việc bạn đi thẳng trong rừng có thể khiến bạn bị lạc hoặc là quay trở về nơi bắt đầu. Còn nếu đi theo bóng mặt trời thì đến khi trời tối, bạn sẽ bị mất phương hướng cho mà xem. Bạn đang mải mê đi xuôi dòng sông và không chú ý đến mọi thứ xung quanh thì bỗng nhiên một con rắn độc lao ra và cắn vào chân của bạn. Bạn có thể làm một trong ba điều này để nhanh chóng giữ lấy tính mạng của mình. Bạn chọn cách nào? A. Ngồi xuống và dùng miệng hút hết máu độc ở chân ra. B. Buộc miếng vải vào vết thương để hạn chế cho độc không lan ra. C. Bình tĩnh ngồi xuống, giữ vùng chân bị cắn ở thấp nhất so với các vùng còn lại trên cơ thể và hạn chế di chuyển. Mắt bạn đang mờ dần đi rồi, nhanh lên nào, lần này bạn chỉ còn 5 giây mà thôi. Bạn đừng bao giờ cố dùng miệng để hút hết nọc độc ra ngoài. Cũng đừng dùng miếng vải để buộc vết thương lại, vì nọc độc có thể khiến chân bị phồng lên và hoại tử. Tốt nhất là bạn đừng di chuyển cái chân bị cắn và giữ nó ở dưới ngực để nọc độc không lan đến tim. Hãy loại bỏ quần áo xung quanh vết cắn để tránh cho vết thương không bị phồng lên. Chà, giờ lúc cùng check kết quả rồi đây. Nếu bạn đạt được từ 2 câu trả lời đúng trở xuống, lần tới đi cắm trại, hãy cố gắng để theo kịp cả nhóm nhé. Từ 3-5 câu trả lời đúng, quả là không tệ đâu. Bạn cũng có kha khá những kỹ năng sinh tồn để sống sót trong tình huống cực đoan. Nhưng có lẽ bạn không nên đi quá xa khỏi nền văn minh. Hãy cẩn thận. Từ 6 đến 8 điểm, thế giới hoang dã cũng giống như ngôi nhà thứ hai của bạn vậy. Nếu mà tôi bị lạc ngoài đó, tôi muốn có bạn đi cùng. Video này đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Comment số điểm bạn ghi được xuống bên dưới video này nhé. Bạn hài lòng với kết quả này chưa? Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.